Xin kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay Shop Lê Quốc Đồ Xưa sẽ giới thiệu đến quý anh chị em Shop mới về là một cái tủ chân đồng 100% cẩm lai bốn mặt luôn, và bốn cái ghế cẩm lai 100%. Giờ đầu tiên shop sẽ giới thiệu đến quý cô chú chị em là bốn cái ghế cẩm lai 100%. Shop mới được giao lưu về. Đó. Cái này ghế đai này là anh em cũng giao lưu nhiều rồi, cũng đã biết về cái cẩm lai này. Mỗi bộ thì nó đều khác nhau. Hôm nay shop sẽ giới thiệu bốn cái cho anh em xem. Anh em có thể đề co vô cái bàn hoặc là những cái góc nhà đồ đó để cho nó nhìn nó rất là đẹp. Sau đây shop sẽ quay cho cô chú chị em xem cái đầu tiên. Đó, cái cẩm lai đầu tiên nha, cái thứ nhất. Cái này là bốn cái này là đều mà một tấm hết nha quý cô chú chị em. Đó, một tấm hết nha. Cẩm lai một tấm. Đó, quay sơ bốn mặt cho quý cô chú chị em đi. Đó, chân chẳng rất là đẹp nha. Cẩm lai tự nhiên 100%. Cái cây này xung quanh ba cái cây này nè. Nó có ba cây chịu lại cũng cẩm lai luôn nha. Đó, ba cái thanh nè. Là phía sau của cái thứ nhất, nguyên tấm cẩm lai luôn nha. Bốn cái này đều nha hết nha quý cô chú. Cái này là phía dưới của cái tấm nha. Đó, nguyên một tấm luôn cẩm lai mà ở đây nó có răng rồi, shop cũng đã xử lý lại nha. Đó, đây răng đốc đây. Đó, cái thứ nhất nguyên một tấm luôn, nó cũng có đường răng nhỏ nhỏ đây. Đấy. Đó, nguyên một tấm. Có hai cái đường răng ở đây. Còn đây là liền lạc luôn, nguyên tấm. Cái tấm thứ nhất này có bị sâu vô là 35. Chiều qua bên đây là 36 năm. Nguyên một tấm luôn. Chiều cao là có 83.5. 83.5, bốn cái đều đồng nhau hết. Bốn cái bằng nhau á. Giờ tấm thứ hai, cây thứ hai cũng như một tấm luôn nha. Cái này thì giác nhiều, tựa lưng đó, nó muốn lên luôn nè. Đó, cái này thì nó giác nhiều nha, được có nguyên một tấm, cẩm lai nguyên một tấm hết. Đó, cái nào cũng giống nhau hết nha. Cũng ngang 36 năm, sâu 35. Đó, giống nhau hết, cao 83.5. Đó, giống nhau hết. Quay bốn mặt cho quý cô chú đi xem. Đó, cẩm lai rất là đẹp nha. Những cái thanh này là những cái thanh chịu lại, ba có ba cái thanh này chịu lại. Đó, chấp đến 100% cẩm lai. Cái mặt này thì chưa tới 1 phân ha. Cái mặt cẩm lai là chưa đến 1 phân đâu. Cái này khoảng 7-8 ly à. Nguyên tấm cẩm lai. Nó dày lắm. Cái này được chỉ một phân hơn thôi, hơn một phân thôi. Tấm này hơn một phân. Còn này là chưa tới một phân. Đó, nguyên cái tấm ngồi chưa tới một phân ha.
Cái này là cái thứ hai, cũng nguyên tấm. Đây, dưới đây cũng xử lý chút xíu nha quý cô chú chị em. Đó, có răng tóc nè, xử lý rồi nha. Đó, chịu lại. Cái này cái thứ hai. Tiếp tục cái thứ ba, cũng giống nhau hết. Anh em không hiểu không rõ thì cứ alo trực tiếp đến shop Lê Quốc Đồ Xưa. Anh em nào mới xem á thì nhớ đăng ký cho shop và chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng biết đến. Shop Lê Quốc Đồ Xưa xin thành thật cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em nào không hiểu cứ trực tiếp điện tới qua số tổng đài của Lê Quốc Đồ Xưa, rồi có từ tư vấn hay là đo vẽ lại á, sếp sẽ đo lại cho anh em chính xác hơn. Và cần tư vấn bất cứ mặt hàng nào, sếp sẽ tư vấn và chia sẻ với anh em. Đó, bốn mặt nhà chân chẳng rất là đẹp nha. Cái thứ ba, tiếp tục cái thứ tư. Giống nhau hết. Đó, nhưng mà cái này thì có tóc. Đó, được một cái, bốn cái ghế này là nguyên một miếng. Nguyên một miếng hết. Được cái chân chẳng nó rất là đẹp. Cái này nó chịu lực lại là mấy vuông đây? 2 vuông nha. Cái cây 2 vuông này chịu lực qua cái ghế. Nó gồm có 3 cây 2 vuông. Cái này phía sau cũng lai đây. Cái này là cái thứ tư nha. Và cái thứ tư, đây là cái thứ tư là bị tóc là một đường là quý cô chú chị em. Tóc nè, nè quay sát cho quý cô chú chị, đó đường tóc của nó nha. Cái thứ tư ha, dưới đây đường nhỏ nè. Tại vì người xưa làm nguyên tấm nhưng mà nó hơi mỏng, chưa đến phần nha, 7-8 ly thôi. Đó này phía sau, dưới đây cũng xử lý rồi nha, xử lý keo lại rồi, với gia cố cái cây này nữa chắc chắn ha. Rồi bốn cái cẩm lai 100%, có chiều ngang là 36.5, chiều rộng là 35, có chiều cao là 83. Cái nào cũng như cái đó hết. Chiều cao từ đây tính đây của nó là 40 nha. 40 nè, từ ngồi trên đây tới tựa lưng trên đây là 40. Rồi cái đây là 21. Bốn cái ghế cẩm lai 100%. Shop giao lưu là 9.500.000. 9.500.000 cho bốn cái nha. Bốn cái cẩm lai 9.500.000. Đó. Bốn cái cẩm lai. Rồi tiếp theo cái tủ. Cái tủ này anh em đề co trong dựa vô tường, anh em đề co những cái gốm hay là những cái máy hát dĩa được lên á, dễ thương ha. Bốn mặt, cái hông dưới đây là gỗ ha, cái hông gỗ dưới đây là bốn mặt đó. Sau lưng là không phải cẩm lai nha, chỉ bốn mặt trước thôi, một cẩm lai bốn mặt.
anh em nào đề co đồ vô những cái góc nhà chung một cái gốm lên, hoặc là một cái máy, cái máy lo kèn đó, cái máy hát đó, để đây là rất là đẹp nha. Tủ buffet chân đồng 100% Cẩm Lai. Đây là cái nguyên cái hộc trước của nó, nguyên cái hộc ha. Dưới đây là đố nè, đố đặt rồi nha quý cô chú anh chị em, nè đặt Cẩm Lai luôn nè, Cẩm Lai 100% luôn, đặt kẹo luôn. Cái này là nó hai phân nè, như cánh cổng hay cánh cửa hai phân nè, chắc chắn ha, hai phân. Cẩm Lai đố đặt luôn nè quý cô chú anh chị em, đố đặt của cái này là ba phân nha, ba phân vuông nha. Cái này là 3 phân nha, rất là dày nha. Đố đặc Cẩm Lai hết. Những cái thanh Cẩm Lai này cũng chắc chắn lắm. Đố đặc 3 phân hết luôn. Đúng, cái chai này cũng 3 phân luôn nè. Đó, cái đố 3 phân. Xung quanh là 3 phân hết. Bốn mặt Cẩm Lai. Cái này là bên hông máy tay phải, cái này là bên hông tay phải ha, từ ngoài nhìn vô bên hông tay phải nguyên một tấm nha, coi có chỗ nào nói không đó, nguyên cái Cẩm Lai nha. Rồi lên lên trên nóc Cẩm Lai luôn. Ở đây có đường tóc nè, có đường tóc luôn quý chú anh chị em nha. Đây có đường tóc nhỏ nhỏ nha, đó, không đáng kể nha. Đó, nguyên một tấm Cẩm Lai. Đó là mấy bên trái, từ ngoài nhìn vô mấy bên trái. Lại hết. Ở đây có đường nối nha. Ở đây có đường nối xuống nè. Đường nối chứ không phải test đâu. Đó, đường nối một miếng đây. Đó, nối đây nè. Đó. Tủ tắp bi nhỏ mini. Đó. Nhỏ gọn nha quý cô chú anh chị em. Tủ buffet Cẩm Lai 100%. Cái này shop sẽ đo cho quý cô chú chị xem. Chiều cao của cái tủ này á là 92 nha. 92 nha. Chiều cao 92. Chiều ngang là từ ngoài nhìn vô là 57 nha. 57 nha. Chiều rộng là 40. 39. Chiều rộng vô là 40 ha. Cẩm Lai 100%. Đó, nhìn từ ngoài vô nha. Cái đường này có một đường nè, có đường tóc nè, có đường tóc ở đây nè, xử lý nè ha, có đường tóc đây. Được 4 chân đồng ha. Đó, 4 cái chân đồng biết là chắc chắn ha. Xung quanh là 4 cái. Rồi. Cái tủ buffet 100% Cẩm Lai chân đồng. Có chiều cao là 92. Chiều ngang là 57. Chiều vô là 39. Shop giao lưu là 4 triệu 9 nha, cho cái tủ mini nhỏ nhỏ
để đề co rất là đẹp, cảnh lai 100%. Đó, những cái đố đặc không 4.9 triệu nha, chân đồng nha anh em. Cái này cũng đáng được sưu tầm lắm để anh em đề co rồi đó nha. Rồi tiếp theo có cái tủ trà, cái bình trà, cái bình bỏ trà vô đây. Cái bình trà ở đây cẩm lai 100% luôn. Xung quanh lót nè. Bỏ bình trà ở đây, cái bình bỏ ở đây. Bình trà bỏ ở đây. Ở trong là gõ ha. Rồi lót ngoài đây là cẩm lai. Bốn mặt cẩm lai hết cái bình trà. Cẩm lai 100% luôn, bốn mặt đây. Quay bốn mặt cái bình trà cẩm lai cho quý cô chú anh chị xem. Cái này giao lưu với quý cô chú anh chị em á là 3.500.000, 3.500.000 nha, quy cái bình cẩm lai luôn. Đó, cái này là một anh em muốn đề co trên cái gì vô cũng được nha. Cái này là bình trà cẩm lai luôn 100%. Nó có độ cao là 22, chiều ngang là 22 luôn, 22 hết, tất cả là 22 nha, ngang dọc cao gì là nghe 22 hết, bình trà cẩm lai 100%. Shop giao lưu với anh em có cần tư vấn gì thì alo trực tiếp cho tính shop nha. Mấy cái tủ cẩm lai này bây giờ rất là hiếm, anh em có cần gì thì alo trực tiếp. Cũng cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc cho cô chú chị em sức khỏe dồi dào và được bình an nha. Shop Lê Quốc Lồ Xưa rất là cảm ơn. Dạ cảm ơn nhiều.